6 trả lời thành công nhanh em nha. Cứ top 6 trả lời là ok thôi, không quan trọng nhiều. Ngày hôm nay kiếm năm mấy điểm mà được, tuy là 60 điểm. Chào mừng tất cả quý vị và bạn đã đến với game thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 8 Free Fire World Series Spring 2024. Và đây cũng sẽ là trận anh em mới vào thảo ô tim của anh chia tay khu vực bảng B sau giai đoạn lượt đi. Và hãy cùng xem là những cái đại diện đến từ khu vực bảng B liệu họ có mang tới cho chúng ta, đặc biệt là vị trí của FreeSport, những cái sự bất ngờ về khả năng di chuyển, khả năng thi đấu và những lượng điểm số họ có thể mang tới hay không. Reverse Red đã chiếm lấy khu vực quân sự từ rất sớm khi mà không có sự đụng độ nào của Team Flat cả. Team Flat bảng thi đấu lần này không có mặt. Trong khi đấy thì Heavy vẫn sẽ bay sang, đó là khu vực đài quan sát quen thuộc của chính bản thân mình. Đây qua và WAC cũng đã bắt đầu rời đi. Tuần thi đấu trước thì chúng ta có khá nhiều những cái cuộc tranh khu đến từ các đại diện Việt Nam, đặc biệt là bên phía của Heavy và WAC. Thì không biết là tuần thi đấu này sẽ có sự tranh khu sớm nào hay không, nhưng hãy tập trung vào cuộc chiến giữa P-Sport cùng với Tu Đắc trước đã. Đây luôn là cái cuộc chiến cực kỳ cam go dành cho P-Sport khi họ bị mắc tại khu vực đảo quân sự này khá nhiều do vị trí của Tu Đắc. Dù có giành được chiến thắng hay không đi chăng nữa thì cái cuộc giao tranh đầu game này giữa cả hai đội tuyển đều không mang tới bất kỳ một kết quả tốt nào cho phe nào cả, bởi vì cả P-Sport và Tu Đắc sau khi bị yếu máu rồi thì đó sẽ là thời điểm để cho DeWa, để cho WAG có thể xuất hiện ở đấy và hoàn toàn giúp cho hai đội tuyển này được rơi sớm. Vị trí của P-Sport đang cố gắng phá đi khá nhiều những chút UAV để bảo vệ cái khả năng sinh tồn của bản thân mình. Trong khi đó ở một góc khác chúng ta được nhìn thấy WAG đã nổ những tiếng súng đầu tiên, bắn gục được một người đến từ DeWa rồi, một tín hiệu tốt dành cho các đại diện đến từ Việt Nam. Còn P-Sport chủ động thoát ra phía bên ngoài, lại là thành viên thứ hai đến từ DeWa phải nằm xuống trước WAG. Đây đang là một trong những cái kho điểm được khai thác cực kỳ tốt đến từ đại diện top 5 thế giới của Việt Nam, thì họ liên tục có cho mình mạng của cả Mr. 17 và Sam 13, hai nhà cựu vô địch thế giới đầu tiên của Free Fire. Và với tuổi nghề đã khá dài như vậy rồi thì để đối đầu với sức trẻ, đối đầu với những cái người chơi đang có cho mình sự nhiệt huyết và kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt, thì có lẽ DeWa sẽ phải bắt đầu suy nghĩ đến phương án đó là hồi sinh những người đồng đội. Homeboy và chạm Heavy ở giai đoạn đầu trận đấu, và coi như thành viên của Heavy đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta có cho mình khẩu trâu con bắn là tốt tới từ vị trí của anh chàng B-Boy, và ngay lập tức có được kill tới từ vị trí của các thành viên bên phía Homeboy. Homeboy như thế này tiêu diệt Butterfly. Ui rồi ôi, lại là nghi thức quen thuộc của Homeboy, hiến tế Butterfly để hy vọng có được cho mình bàn đấu tốt hơn, được độ. Nhưng mà có vẻ như kế hoạch này của bên phía đội hình Homeboy đang chưa thực sự chỉnh chu chất lắm. Đâu đó thì P-Sport lại mất đi người chơi của mình, không hiểu vì sao nữa. Quả nhiên đã nổ ra giao tranh, và đó là các thành viên bên phía của Heavy đang bắn nhau vào Homeboy một cách rất quyết liệt tại khu vực nghĩa địa. Liên tục với những tình huống bên phía của Homeboy đang cuống lao vào đây, và có một tình huống lao vào rất nhanh và tiếp cận với khẩu trâu con ở trên tay, bắn là khá tốt. Fast còn rất ít máu, và đó là một tình huống mà chúng ta chưa thể có được một sự kết nối đủ tốt để kết nối cùng với nhau. Nhưng đó là B-Boy lại xuất hiện ở đúng vị trí, đúng thời điểm để kết thúc được pha giao tranh vừa rồi và mang về thêm những điểm hạ gục cho Heavy. Trong khi đó thì bên này chúng ta thấy rằng Stonewall Esports đang giữ P-Sport. Anh em mới bảo tháo con tiền khoảng thôi. Tháo con like nào, 15.000 like, 1.000 lượt chia sẻ. Tối nay chị mình đến với anh em. Cảm ơn, chia nhiều. Đang gặp khá những cái vấn đề tại khu vực kho, cái khu vực Việt Nam đó là đảo quân sự lần này. Khi mà họ thoát được Tu Đắc, thoát được cố gắng những cái pha giao tranh đầu tiên, thì bây giờ họ lại gặp một trong những cái đối trọng tôi nghĩ là khó nhai nhất trên bản đồ, chính là Stonewall Esports. Đại phá không mất bất kỳ một máu nào. Trong khi đấy thì các đại diện đến từ P-Sport chỉ đúng một viên đạn để có thể headshot mà thôi. Sai pha quay người 180 độ, và đó là một pha xử lý thành công của anh ta. 1.100 xu có trên người đủ giúp cho các thành viên đến từ bên phía của Stonewall Esports có thể sinh tồn, thậm chí là kiếm thêm nhiều điểm hạ gục như trang bị nữa. Tiếp tục là các thành viên của P-Sport trở thành đó là con mồi cực kỳ ngon ăn cho các đội tuyển không chỉ ở trong mà còn là cả ngoài nước nữa. Bên phía đại diện của WAG cũng đang tìm kiếm cho mình những cái điểm mạnh. P-Sport đang rơi rớt ở trên bản đồ. Cổng di chuyển mở ra đến từ Krillin, xông thẳng vào nơi mà bên phía Tu Đắc đang đứng, và rất có thể Krillin sẽ có một pha hạ gục nhanh đối phương. Kỳ ở phía bên kia chưa thể nào công ra, anh ta cầm trên người một khẩu shot cắn, nhưng Trap đã nằm xuống rồi, không còn cái bẫy nào ở đây cả. WAG băng bổ vào với dưới sự tự tin của mình, Krillin có thể làm được hết. Mark 10 có trong tay, Krillin đang sấy cùng với những người anh em. Họ đang thực sự kiểm soát bản đồ. Cyrus nằm rồi, Krillin không còn ai đứng bên cạnh cả. Cyrus đã được cứu, Robin chưa vào, WAG vẫn còn quyết 4 người. Nhưng câu nào thì không, rất có thể sẽ bay bay trong giai đoạn này. WAG đang bóng này, phong độ tuyệt vời cho không khí. Đó là một tính tiền thì hoàn toàn của WAG. Bên này thì các bạn dân của Heavy cũng đang liên tục chạm vào DeWa, nhưng chúng ta có thể thấy DeWa họ đang mất
mình bao xin chạy được một người cuối cùng ngay trong trang 13. Tiếp tục đi theo thoát tàu những quả đào tranh của đội Onyx lại vượt đối thủ cạnh tranh với những đại diện của Việt Nam đang bị dí vào bởi đường bên phía của Buriram có người lên xe muốn bỏ chạy rồi. Và Onyx lại vượt đang dùng mọi cách để thoát đi khỏi quả đào tranh này. Thêm người nữa phải nằm xuống. Con xe này chắc chắn cũng thoát đi được quá nhanh đâu. Bên phía của Buriram đã cài người ở quá nhiều hướng khác nhau. Dừng xe nổ là sẽ có người nằm và tiếp tục đẩy sang truy đuổi đối phương cách cực kỳ gay gắt. Lao vào giao tranh tiếp cận ở mọi góc độ khác nhau. Họ đang khiến cho Onyx Olympus không thể thở nổi. Còn một người chơi đã clear hay chưa, mà chúng ta cùng chờ đợi xem. Có vẻ như Onyx Olympus vẫn còn một người chơi đang sinh tồn. Dù sao đi chăng nữa thì cũng đã là một cái sự cản chân rất hợp lý đến từ bên phía Burian. Hai đại diện đứng ở vị trí thứ 12 và 13 ở trên bảng xếp hạng tổng là WAG cùng với cả Onyx Olympus thì bây giờ đang có hai số phận hoàn toàn khác nhau. Ở một góc khác chúng ta thấy bên phía của Rivers nhanh chóng có mạng hạ gục đến từ vị trí của Homeboy những thành viên Hy Lạp. Quý vị và bạn ơi đừng quên là hãy đón xem những cái giải đấu của Free Fire ở trên các kênh sóng của YouTube nha, một trong những cái đối tác của chúng tôi. Và ngay bây giờ hãy quay trở lại với trận đấu khi mà các thành viên của Rivers Red đã có cho mình đến 4 mạng hạ gục rồi. Nhưng nên nhớ P-Sport cũng ở loanh quanh đâu đó gần đây. Và đó sẽ là những cái án tử, đó sẽ là những cái thòng lọng đang được treo ngay trước mặt của các thành viên P-Sport nếu như họ xa cơ lỡ vận vào ngay tay của River Red hoặc là Heavy. Heavy thì đã đổi khu, mà đổi khu một cách bằng đường hàng không, tức là họ không di chuyển bằng chân mà họ di chuyển bằng cách hồi sinh những người đồng đội của mình vào những cái điểm mà đang còn trong bản đồ. Chứ thực sự thì cái vị trí ban đầu của Heavy đó chính là đài quan sát đang bị quay bởi AAQ Kazu. Và đến thời điểm hiện tại khi mà AAQ Kazu đang bắt đầu phần nào đó lấy lại phong độ sau ngày thi đấu hôm qua, chắc chắn đây sẽ là một trong những cái đối trọng mà tôi đánh giá rằng khá khó thở dành cho lười con. Và hy vọng rằng bên phía Heavy sẽ có một phương án đủ hay đủ tốt để đáp trả lại những gì mà AAQ Kazu có thể mang tới. Phía P-Sport đang sử dụng máy phóng và tiếp cận đài quan sát ở một góc khá xa, nhưng tôi không nghĩ rằng đây là một trong những cái địa điểm mà P-Sport có thể có được lợi thế sớm. Họ chỉ có 2 người, họ có 3 người ở trên này rồi, nhưng ở đây còn một thành viên nữa của Heavy. Vị trí của LBT quyết định là sẽ công lên. Trên người anh ta đang có mũ 3 và giáp 4 trang bị trông có vẻ là khá ok. Hãy cùng xem với những gì mà LBT đang có thì liệu chúng ta sẽ có một pha quét sạch AQ Kazu hay không, khi mà họ vẫn đang có đầy đủ cả 4 thành viên. 4 người P-Sport cũng đang có mặt tại đây, nhưng mà B-Boy không biết trước mặt mình là ai. Rất có thể anh ta sẽ là yếu tố then chốt trong cái pha giao tranh này. Anh ta bắt thẳng vào bên phía của Nero thì khả năng P-Sport giành được giao tranh thắng nó là cực kỳ thấp. Chúng ta nhìn thấy rằng ở một góc khác thì River Suez cũng đang tiếp cận khu vực đài quan sát với một cái tốc độ khá nhanh. Đội của Heavy đang bị chia cắt khi mà anh chàng B-Boy đứng ở một góc và ba thành viên lại đứng góc hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là AQ Kazu, P-Sport và River Suez nhận ra đây là một góc phòng bo khá đẹp, họ có thể bắt được cái bo và cũng lo ngại về phía sau lưng của mình quá nhiều. Nhưng khi mà những đội tuyển cùng chung ý tưởng với nhau thì tất nhiên sẽ có những sự cạnh tranh mà UAV được gọi ra, thì B-Boy khả năng cao là thành bye bye của B-Boy đâu. River Red nhảy lên đây rồi, B-Boy đang ở rất gần. B-Boy sử dụng máy phóng phóng ngược đi và về với những đồng đội của mình, thoát khỏi giao tranh một cách hoàn hảo. Và nhưng giao tranh này dành cho bên phía của AQ Kazu cùng với River Suez sẽ là một tình huống giao tranh 5-5. AQ Kazu thì chắc chắn là không thể nào chịu nổi nhiệt rồi, nhưng mà River Suez họ còn đội tuyển giao tranh rất kỹ thần, rất kỹ. Và chúng ta lại thấy rằng ở bên phía các thành viên của AQ Kazu thì họ vẫn đang cố gắng để nấp ở phía dưới. UAV cũng đã được gọi ra. Xong rồi. Với phía WAG. Qua đây cho đúng là những tình huống giao tranh quá có duyên và những cái bước di chuyển đang có quá nhiều những cái sự trùng hợp và ý tưởng. Khi mà thoát ra khỏi giao tranh vừa rồi thì ngay lập tức P-Sport họ gặp khó khăn. LBT không còn nhiều cơ hội nữa. Anh chàng này có cho mình khẩu PP19 nhưng đó là double pick WAG và không còn cơ hội nào để thở cả. Hoàng Anh cùng với Nero vẫn là những người chơi còn sống sót và họ gần như là những đứa trẻ không nhà, không biết phải nên đi đâu về đâu. Chạy xuống danh trại thì gặp WAG, chạy lên đài quan sát tiếp tục là một cái cuộc chiến, thậm chí là nó còn căng thẳng và khủng khiếp hơn giữa hai con quái vật có chữ R trong tên của mình. River Red đối đầu cùng với cả AQ Kazu, và đây sẽ là một cuộc chiến phải đánh giá rằng cái trình độ giao tranh của nó sẽ là cực kỳ cao. Nếu như bạn đi lạc vào đây thì khả năng là bay màu cực kỳ sớm. Mình và đang tiếp tục lướt ra nhưng đã bị chặn lại bom kèo đến từ đối phương. Nhanh tay qua đi rồi và Sumin đang khá là loay hoay. Rất nhiều bom ăn mòn được ném ra để có thể phá đi những lớp phòng thủ của bên phía AQ Kazu. Không quá hiệu quả, vị trí quả bay đang thấp máu. Mình vẫn đang
thêm, nhồi thêm những quả đó là cho gon của mình vào, nhưng không, Exposi anh ta đang tiếp tục nằm xuống rồi. Không, phía bên này chúng ta có Diamond cùng với Nameless đã ngã. Như vậy Nameless sẽ được cứu nhưng Diamond thì chưa. Akiyukazu thể hiện ra rằng mình là một trong những cái người chơi, một trong những cái đội tuyển khả năng giao tranh cũng rất tốt, khiến cho River Red gặp rất nhiều khó khăn để có thể đánh bại. Phía bên kia họ vẫn đang co cụm lại cùng với hỏa lực tập trung, đặc biệt là với những khẩu shotgun như M1887, như là M1014 thì rất khó dành cho River Red có thể đẩy ra. Tiếp tục nhồi thêm cho gon vào ở dạng phóng đi để có thể có một lượng sát thương chuẩn. Akiyukazu đi với nhau quá chất lượng đi. Họ tiếp tục tấn công rất tốt nhưng Legalot chỉ còn lại một mình. Anh ta không thể kết nối cùng với những người đồng đội bởi vì đã có quá nhiều keo ở trong giai đoạn vừa qua được đặt. Và điều đấy khiến cho Akiyukazu bây giờ bay màu ở vị trí top 11. WAG có mặt tại đây. Họ sẽ thu dọn bàn cuộc. Và WAG sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Liệu có thể quét sạch đi River Red với chỉ 3 thành viên hay không? Dolphin vẫn đang do thám, nên Lep đã bị bắn mất rồi. Tiếp tục là đâm lên đến từ WAG mà thôi. 12 kill dành cho WAG. Phong độ đang là quá cao. Phong độ đang là hủy diệt. Và Cyrus sẽ là người đâm vào. Nên Lep đầu tiên đang ngã xuống. River Red có thể không bị quét sạch, nhưng chắc chắn họ sẽ phải bỏ lại rất nhiều thành viên tại đây. 14 mạng hạ gục dành cho WAG. Tuyệt vời. Góc còn lại chúng ta thấy rằng Homeboy vẫn cứ hiên tế Butterfly. Đầu trận phải nằm xuống, giữa trận cũng phải nằm xuống. Và tiếp tục là một đội hình không có Butterfly. Nhưng họ nhận ra được LBT đang ở rất gần. Nhưng sát thương từ tầm này với một khẩu chim bói cá là không đủ một chút nào cả. Rút theo mình khẩu AC80. Phải hiểu rằng đường bên phía của The Quest họ nghèo đến mức mà phải dùng một combo để chim bói cá với cả AC80. Nhưng vũ khí tầm gần là gần như là không có. Trong khi đó thì Heavy bắt đầu tiếp cận vào trong vòng bo này bằng những chiếc máy phóng. Mà họ đang hướng tới một căn nhà nơi mà chúng ta thấy rằng có cái logo của đường bên phía các thành viên Buiram đang lượn ở khá gần. Heavy quyết định vào bo rất chậm. Họ đánh bo chậm như vậy để đảm bảo chắc chắn là mình sẽ có được lợi thế về mặt thứ hạng. Bên kia, ôi, Kabi bị Odin Olympus bắn và thôi hỏng rồi. Kabi bị confirm, quá khó cho Heavy. Họ chọn nhầm điểm đát và đang gặp rất nhiều khó khăn. Và liệu rằng Heavy có bị quét sạch bởi Onyx Olympus hay không? Đội tuyển đang rất cần điểm. Thì tự nhiên thấy những cái chú chim bay vụt qua đầu mình. Và đó chính là những chú chim của Heavy. Khả năng bị hạ gục là khá cao khi Heavy cũng vừa mới bước qua một cái giai đoạn hồi sinh chưa quá nhiều đồ đạc mà thôi. Ở một góc đấy thì chúng ta cũng có thể thấy là WG đang hướng vào thẳng khu vực ổ bo. Trong khi đó thì hai đội tuyển mạnh nhất bản đồ, Burian cùng với Stormwood Esports, đang có một pha giữ chân nhau. Burian thì vào bo trước, còn Stormwood sẽ bắn ra từ phía sau. Đặc biệt là với Storm, với Dew đã có những cái khẩu súng tỉa quá tuyệt vời. Sử dụng chim gõ kiến để có thể làm mềm đối phương, xong tiếp tục nhồi thêm những viên tỉa vào để có thể có mạng hạ gục. Và Fona nằm rồi. Khả năng Burian bị quét sạch sớm là có, khi mà có đề qua đứng ngay ở phía trước này. Stormwood lao vào, đề qua hỗ trợ sát thương. Như vậy là Burian lành ít giữ nhiều. Và đại diện Á quân thế giới có thể bay màu ngay ở thời điểm hiện tại, khi mà Storm anh ta băng lên cùng với những pha súng xác không thể chuẩn chỉ hơn. Top 10 dành cho Burian. Stormwood vẫn đang tiếp tục muốn giao tranh. Họ quay ra để vào đề hoa, và đề hoa ngay tức mất đi cho mình một thành viên. Vẫn có vị trí Mr. 17 đang bắn với khẩu M60 ở trên vị trí cái chói canh này. Nhưng quả như là hơi khó thở cho Dewa. Từ Stormwood họ có đủ lượng trang bị để có thể trụ lại. Bọc kèo già liên tục rồi sát thương, và đó tình huống lao lên rất tốt của Sam 13. Cơ hội để confirm Sam 13. Như vậy là Stormwood cũng mất đi cho mình một thành viên. Nhưng có người đẩy vào trong, tiếp tục bắn này của Sam 13 với sự cover của Virus từ phía sau. Và những tình huống bắn đang rất tốt. Top 9 đã gọi tên vị trí của P Sport phải nằm xuống sau một trận đấu cực kỳ khó khăn. Còn Stormwood Esports cũng đã có cái kết không đẹp một chút nào cả khi bị tấn công bởi Dewa. Tất họ quá tự tin vào lượng bom keo mình tung ra, nhưng bên phía của Dewa cũng mất đi cho mình đoạn ra bó keo đó, tấn công quá dài. Bây giờ thì phải bước vào trong trước sự kẹp cọc của mình, chắc chắn là một điều gì đó không phải dễ. Đây là để bom tách ô lao đang tới và giải thoát dành cho bên phía của Dewa, và có lẽ là cả bên phía của Stormwood. Không, bây giờ chúng ta sẽ đến với thời của WAG. Họ đang có một cái góc tường cực kỳ đẹp. Họ đang có một cánh đồi quá tuyệt vời. Và họ đơn giản là xả súng xuống mà thôi. Bên phía WAG đã canh cả một vòng bo, và phía trước mặt họ không có ai. Không có bất kỳ đội tuyển nào ngăn cản được WAG ở thời điểm hiện tại cả. Toàn bộ giao tranh dồn về phía của Heavy, Homeboy, Attack All Around, River Red và Onyx Olympus rồi. Đường chạy bò dành cho WAG là hoàn toàn trống mà thôi. Cơ hội Muya đang ở rất gần, và WAG chỉ cần làm tốt
Nhưng một trong những yếu tố cần thiết là căn nhà ở trong vòng tâm vòng bo thì lại không thấy đâu cả. Bên phía Nick Olympus đang phải giao tranh. Riverhead bắn rất đau. Riverhead đang giả ra lượng sát thương là cực kỳ lớn. Và Onyx chỉ còn có một mình anh chàng Garen không chống cự nổi. Sẽ là có một cái tên đầu tiên. Onyx Olympus không chịu nổi nhiệt. Góc vòng bo này chúng ta có Reverse Red. Có bên phía các thành viên của đội hình Attack Around vẫn còn đó. Onyx Olympus vẫn còn Homeboy. Có vẻ như chiêu bài hiến tế này của Homeboy giúp cho họ sinh tồn rất lâu, vì Butterfly gần như là không được chơi game, thấy nằm xuống từ đầu trận tới cuối trận. Và bên kia thì WMG mất đi mình The Ghost, cần phải bọc keo ra và cứu The Ghost lại trước cái đã. Homeboy vẫn đang cố gắng đi vào trong vòng bo, trở thành người thứ ba trong giao tranh Onyx Olympus cùng với cả Reverse Red. Homer được phóng ra, vẫn chưa đội tuyển nào dám bước chân vào quá sâu trong vòng bo tiếp theo. WG có lẽ sẽ là một trong những cái tên có rất nhiều lợi thế và họ cần phải tìm cách nào đó để được bắn. Vẫn còn những vật cản từ phía trước, nhưng nếu như bắn tốt thì đây sẽ là một cái trường tập bắn, một cái khả năng đi săn tuyệt vời cho WG. Cổng dịch chuyển được mở ra từ bên phía Dewa. Dewa tiến vào trong căn nhà này. WG bắn đi các bạn ơi. Ơi Heavy dừng chân top 7 vẫn rồi. Hãy cùng xem WAZ có thể lấy được cái top 1 hay không. Họ đang có một góc bắn quá tuyệt vời. Lòng chảo này là của WAZ và họ đang chiên cá, họ đang chiên toàn bộ những đội tuyển khác ở trong tầm kiểm soát của mình. Giải thêm những quả lựu đạn vào, chiến thắng là quá dễ dàng, đang ở trước mặt mà thôi. Không để cho bất kỳ một ai bước lên trên đồi. Đó là cách WAZ có thể lấy được vị trí top 1. Game này là dễ rồi. Đội mình sử dụng cho mình đó chim có kiến, bắn tỉa xuống phía dưới. Giờ gót đã có một góc đứng quá tuyệt vời. Anh ta vừa rút cho những người đồng đội của mình có thêm góc giao tranh, vừa tấn công vào những quả bom kèo khó lòng có thể bắn nổi ở trên đồi cao. Và đây là cơ hội dành cho WAZ. Hôm nay chỉ còn có đúng một thành viên mà thôi. Chúng ta có 9 người, nhưng trong khi đó WAZ đã chiếm tới 4. Các đội tuyển khác thi nhau chen chúc trong một góc hẹp. Và đây là cái thời điểm WAZ đang có cho mình 20 kill. Và nếu lấy được Buya nữa thì mọi thứ sẽ là quá tròn vai đi. WAZ đang cháy, WAZ đang sấy và không để cho bất kỳ một đại diện Thái Lan hay Malaysia nào có thể bước ra khỏi căn nhà này. Đây sẽ là căn nhà của WAZ. Họ chỉ cần đứng ngoài, họ đợi vòng bo cò và họ giành chiến thắng mà thôi. Buya một cảm giác rất vô mốt đang ở ngay trước mặt. Các đội tuyển khác không dám mở kể cả một chiếc cổng dịch chuyển ra để tấn công vào top 5 thế giới đang có mặt trên bản đồ ở thời điểm hiện tại. Quilin cùng với những người anh em đang đếm từng mạng, điểm danh từng đội tuyển có mặt trên bản đồ. Cái xe kia không tránh nổi cho bom gót. Đó là những cái khả năng tấn công tuyệt vời đến từ WAZ. Riverhead bắt đầu phải nhảy ra. Attack Horror không chịu nổi nữa rồi. Và đó là top 4 thuộc về vị trí của Homeboy. WAZ bắt đầu đi săn kill. WAZ bắt đầu đi điểm danh. Chúng ta không săn thêm một tìm nữa. Riverhead bắt đầu đi săn kill. But first thing first, we are now ready to dive into the chat.